Hello, xin chào các bạn. Trong quá trình tìm kiếm mùi hương của Rosa Elysium ở đây, mặc dù đây là phiên bản parfum thôi, thì chúng ta cũng đã gặp được vài cái tên. Thứ nhất đó chính là Hugo Boss. Ai, em này. Con này thì cũng đã có một cái video nói nhanh ở cái chai nước hoa Flavia của Elite. Cũng là một cái mùi mà mình đánh giá rằng clone của chai nước hoa Rosa Elysium. Và trong cái thời gian vừa qua thì có một cái mùi hương mà các bạn nhắc tới rất rất nhiều, đó chính là Zion của Alexandria. Ây, em này. Và có lẽ rằng nếu như mà mình không kịp bắt chen ngay khi mà Alexandria đang rất hot ở thị trường Việt Nam thì chắc chắn là đây là một cái sự thiếu sót, đúng không? Tại vì tôi thấy trong cái video cũ mà tôi review con Life Father and Life Son của Elganso thì có rất nhiều hỏi bạn hỏi mình rằng là anh ơi không đủ chen à? Có chứ, bú mạnh luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua về mùi hương Zion này. Nó có xứng đáng là clone hay không? Và trên góc độ đó là một người tiêu dùng bình thường thì cái mùi hương này nó có nên mua hay không? Xin phép được bắt đầu. Và như mọi khi trên kênh mình, đó là chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua một xíu về thương hiệu Alexandria. Thương hiệu này thì nó được đăng ký tại Mỹ, nhưng mà có nhiều người người ta không chia sẻ với các bạn, đó là perfumer cũng như là người sáng lập thương hiệu này, đó là Henny Hafez. Thì anh ta là một người Ai Cập. Và hiện tại thì những cái mùi hương của Alexandria đến thời điểm bây giờ nó khoảng tầm hơn 200 mùi hương. Và mặc dù nó được thành lập vào năm 2017 thôi, nhưng mà có thể tính trung bình là mỗi năm ở đâu đó tầm 30 đến 40 sáng tạo mùi hương được đưa ra. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp cho một nhà nước hoa. Các bạn có thể thấy là nhiều nhà nước hoa như kiểu designer nổi tiếng lâu đời, họ cũng chưa chắc nhiều sáng tạo mùi hương đến như vậy. Thì chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Henny Hafez. Thì theo như cái thông tin ở trên trang chủ của Alexandria thì Henny Hafez là một người Ai Cập này. Trước đây thì ông là một hướng dẫn viên du lịch, và bên cạnh đó thì ông cũng có một cái cửa hàng nho nhỏ để tự sáng tạo mùi hương, đại khái là tự pha tay. Lúc đó thì thương hiệu Alexandria thì chưa được ra mắt tới thị trường. Và sau một cái thời gian mà hai công việc này nó bổ trợ cho nhau, ông cũng nhận được rất là nhiều những cái lời nhận xét về những cái sáng tạo mùi hương của ông. Thì đến khi mà ông cùng với gia đình sang Mỹ để định cư thì ông mới nhìn thấy rằng thị trường nước hoa nó rất là rộng lớn, thậm chí rằng rất béo bở. Và theo như trên chia sẻ của cái trang web Alexandria thì Henny có nói rằng là hiện tại mùi hương nó đang bị một cái giá nó quá cao và cái chất lượng nhận lại thì nó không xứng đáng với giá tiền. Đó là cái lý do mà năm 2017 thì Henny đã quyết định cái việc là thành lập một cái thương hiệu, và đa phần những cái sáng tạo của ông đều dựa trên những cái mùi hương nổi tiếng ở trên thị trường. Các bạn có thể vào thẳng trang Alexandria để có thể xem đó là những cái mùi hương họ ghi luôn là lấy cảm hứng từ chai nước hoa nào. Thì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam ấy thì có lẽ mọi người nói là ui ôi làm nước hoa clone cứ vẽ chuyện làm gì, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy đó là do những cái bản clone thì nó khá ngon. Và để Alexandria sống đến bây giờ và cho ra hơn 200 sáng tạo thì mình nghĩ là cũng nhận được sự đầu tư và những cái nhìn khá là khách quan từ những người dùng và những người chơi. Thì đó là một vài thông tin nho nhỏ về Alexandria, về thương hiệu cũng như là về người sáng lập và perfumer. Yếu tố tiếp theo đó chính là chúng ta xét về mặt thiết kế. Alexandria thì có 4 dung tích và có 2 loại chai thiết kế khác nhau. Thì cái dung tích đầu tiên đó là chai 30ml và chai 55ml. Thì mình sẽ bảo bạn editor để hình ở đây. Thì cái chai nó sẽ giống với cái chai G-Sen kìa. Đó, chai thì khá là xấu. Còn có một cái khác về chai, đó là chai như mình đang cầm trên tay là 100ml và có một cái size nữa là 60ml. Thì về thiết kế của cái chai này thì tôi đánh giá là đẹp hơn rất là nhiều so với cái size có size nhỏ. Và ngoài ra ấy thì tôi cũng nhận thấy rằng là ở thị trường Việt Nam thì các bạn có thể dễ dàng tìm những cái size 100ml như thế này hơn. Tại vì nếu mà các bạn mua những cái size nhỏ hơn thì giá thành nó khá đắt. Thì ngày xưa thì tôi nhớ rằng là tôi có được thử Zion từ những năm 2020 và nó là chai 55ml thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi được cầm lại Zion phiên bản mới này, thiết kế mới chứ, thì tôi thấy rằng là wow, khá đẹp. Các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy để cho mình cho các bạn xem. Một cái chai thiết kế thủy tinh trong màu xanh và nó rất rất dày, cầm cực kỳ là chắc tay.
Bên cạnh đó thì cái phần tem logo thì cũng trông rất là đẹp, mà vẫn có hơi hướng kiểu hơi Trung Đông một tí. Các bạn có thể nhìn đấy, đó. Cái phần vòi xịt cũng như là những cái phần làm những cái cạnh ở đây thì trông rất là sắc nét. Bên cạnh đó thì cái phần nắp của Alexandria thì họ đều là nắp kim loại nhuộm với làm kiểu màu vàng. Nhưng mà cái nắp này thì nó cũng rất là nặng nhá. Các bạn có thể nghe tiếng này. Đây thì mình để vào đây mic. Đó. Không giữ được chai nhưng mà đại khái đậy khá là khít. Nên là với cái thiết kế này của Alexandria thì tôi đánh giá là rất là cao về cái sự hoàn thiện, chỉn chu. Đấy. Vòi xịt thì đây nhá, tôi sẽ xịt cho các bạn xem này. Ui, bay hết vào cam. Ướt hỏng hết cam. Vòi xịt thì ở mức ổn. Tóm lại là về thiết kế thì không có gì phải chê trách cả. Đó, ở một con clone mà làm như thế này thì đầu tư hơi ác ấy. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đến với phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương của em nó. Xem là so với Rosa Elysium phiên bản cologne hay phiên bản parfum thì Zion có xứng đáng được xếp là phiên bản cologne tốt nhất thời điểm hiện tại hay không? Thì đầu tiên đó là khi các bạn ngửi ở đầu vòi, ở đây mình có Rosa phiên bản parfum và Zion, thì các bạn nhận thấy hai cái mùi hương nó có sự khác biệt cực kỳ rõ rệt. Ở cái phiên bản Eli parfum này thì nó lên cái mùi cỏ vetiver khô rất rõ rệt. Đặc biệt là đây là một chai mình đã dùng lâu nữa nên là cái phần vòi này nó đọng lại khá nhiều và mùi thì toàn bay gỗ vetiver thôi. Còn đối với Zion ấy thì khi mà các bạn ngửi ở đầu vòi thì mùi nó khá nhẹ, là một cái tông mùi citrus cực kỳ nhẹ. Gần như là không quá rõ rệt về phần mùi và nó khác biệt ngay ở cái phần đầu vòi nhá. Và khi các bạn mặc hai cái mùi hương này lên người, ở đây thì mình còn có một cái chai chiết của Eli phiên bản cologne để side by side với nhau, thì cá nhân mình thấy rằng là Zion có sự khác biệt rất rõ rệt và gần như rằng là nó không liên quan gì nhau so với Eli ở cái phần top note. Tại vì khi các bạn xịt Zion ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái top note, một cái bay mùi của cả cam mọng nước ngọt rất rõ rệt. Còn đối với Eli thì các bạn nhận thấy cái mùi chanh chua cực kỳ rõ. Hai cái nó đi theo hai chiều hướng khác nhau nha. Và cái phần top note này khi mà mình được thử ở íp ấy thì mình cũng nói là ui anh thấy nó chả giống nhau gì cả, tại sao mọi người lại có thể hai lên như vậy. Nhưng mà sau một cái thời gian cầm về mình test rất kỹ và từ side by side cho đến kể cả về cái vấn đề độ lưu hương trong những ngày nắng và những ngày trời mát mẻ hay những ngày mưa thì bắt đầu mình thấy nó có sự giống nhau. Và đặc biệt là nó sẽ giống nhau sau khoảng tầm 1 tiếng xịt. Cảm giác khi mà Zion ở trên da tầm 1 tiếng ấy, cái top note bay đi, cái nét cam ngọt nó bay đi bớt đi, thì Zion bắt đầu về lại đúng quỹ đạo là một phiên bản clone lấy cảm hứng từ Rosa Elysium. Và lúc này thì các bạn nhận thấy cái bay mùi citrus làm đậm này, xong rồi cùng với cái nét cỏ hăng khô của vetiver, một chút của long diên hương. Nên mà long diên hương thì tôi nghĩ là đây cũng chỉ sử dụng cái nguyên liệu nhân tạo thôi. Nhưng mà để mà nói là so sánh về phần mùi của Zion so với Elysium phiên bản cologne nhá, thì gần như rằng chúng ta sẽ có được một mùi hương nó giống đâu đó khoảng tầm 85% cho đến 90%. Nhưng nếu như các bạn được side by side hai mùi thì các bạn sẽ thấy rằng là Zion nhiều citrus hơn. Nhiều citrus, và citrus nó làm có cái hơi hướng không quá sắc, nhiều cam hơn. Còn đối với ở Rosa Elysium ấy thì các bạn nhận thấy rằng là citrus của Rosa nó làm rất là sắc lẹ, ngửi nó rất là đã sướng. Và cảm giác là cái nguồn nguyên liệu nó rất là chất lượng ngay khi mà chúng ta ngửi ở cái phần top note cho đến cả khi mà dry down ấy, thì Rosa nó vẫn làm cái gì đấy cực kỳ khác bọt nếu như các bạn được side by side. Còn nếu mà nói thật là các bạn chưa từng thử qua Eli thì các bạn thử Zion thì các bạn cũng vẫn sẽ thích thôi. Nhưng mà nếu mà đã được thử rồi mà được side by side thì các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt. Nhưng mà với cá nhân mình thì một cái phiên bản clone thì chúng ta cũng không cần thiết là phải giống hoàn toàn, tại vì đó là một cái điều rất rất khó đó. Và gần như là về sau thì càng về sau thì nó càng giống nhau, nhưng nó chỉ giống ở cái phiên bản cologne thôi nhá. Còn với phiên bản parfum này thì về sau nó lên vetiver khô lên, nó lịch sự hơn và nó gân guốc hơn và cảm giác là nó già hơn khá nhiều. Còn đối với Zion thì nó lại là một cái màu sắc trẻ trung và cảm giác là nó sẽ dùng được nhiều dịp hơn. Vậy thì với một cái mùi hương như vậy, hiệu năng của phiên bản clone là Alexandria Zion nó có được cải thiện hay không? Thì câu trả lời rằng không được cải thiện các bạn ạ.
Tại vì trên da mình thì Roza Elysium phiên bản Cologne nó lưu đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 tiếng. Với Zion thì nó cũng tầm xem như vậy. Nó có thể nhỉnh hơn đâu đó khoảng tầm nửa tiếng cho đến một tiếng tùy da. Đây là nói là một lần xịt trên một cái vùng da như nhau thì Zion nó có thể nhỉnh hơn về cái phần lưu mùi. Nhưng mà về cái phần hiệu năng ấy thì Zion nó lại không tốt hơn so với Elysium, thậm chí là nó chỉ ngang bằng thôi. Tại vì mình có một cái thời gian test em này thì mình nhận ra một cái điều khá hay ho ở Zion, đó là nếu như các bạn xịt cái mùi hương vào cái phần cổ tay trong như này thì các bạn để nó như này nhá, như này các bạn đi xe máy mà các bạn điều khiển, khi các bạn cua thì các bạn sẽ cái mùi hương này nó có xu hướng bốc lên trên và các bạn ngửi thấy được. Nhưng nếu như các bạn để cái mùi hương ngang mặt như thế này thì cái mùi hương này nó có xu hướng bay lên trên, nên là các bạn khi các bạn để ngang nó sẽ không ngửi thấy. Đây là một cái điều mà mình rất là thú vị khi mà mình phát hiện ra trong những ngày mà mình đi ở thời tiết nắng nóng. Tại vì như mình nói, đó là khi mà nhiệt độ cao thì cái độ tỏa hương nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà đây cái độ tỏa hương nó có xu hướng bay lên trên, chứ nó không phải là tỏa theo một cái vòng tròn như thế này bao quanh lấy cơ thể của bạn. Thế nên là cái độ tỏa hương của Zion thực sự là cũng không đánh giá quá cao. Ở trên quần áo thì có thể là nó sẽ còn kém hơn nữa vì nó không có nhiệt độ nhá. Đấy, đây là một cái điểm lưu ý về phần hiệu năng về của Zion. Còn đối với hiệu năng so với em này nó thật là không có cửa luôn. Tại vì em này giá bây giờ chắc phải gấp 3 lần đến 4 lần so với Zion rồi. Nên là thôi, cho Eli Parfum ra một góc khác chơi mình. Với toàn bộ những cái thông tin về phần mùi cũng như là về phần hiệu năng thì Alexandria Zion nó có dễ xài hơn so với Eli không? Thì câu trả lời rằng có. Tại vì cái bay mùi nó chủ đạo là citrus nhiều hơn, đặc biệt là cái nét cam ngọt lên rõ rệt. Thì với mình, Zion nó có cảm giác dễ xài nhiều dịp hơn, nhưng mà vẫn sẽ là một cái vai lịch sự và chìn chu. Nó có thể không quá là trưởng thành như là phiên bản Parfum ở đây hay là kể cả phiên bản Cologne kia. Tại vì nếu như các bạn đã xem cái review về Roza Elysium thì mình cũng nói rằng mặc dù mình rất thích mùi hương này nhưng mà mình xài mãi không hết. Tại vì để mà có một cái dịp nào đó mà mặc cái mùi hương này nó hợp với những cái phong cách quần thời trang thì rất ít. Tại vì về cơ bản thì mình cũng không phải là một người làm việc trong lĩnh vực kiểu business hay là những cái việc mà tiếp xúc khách hàng nó có cần một cái sự kiểu quá là nghiêm trang hay là đi đến những cái bữa tiệc sang trọng, thì cái việc mà các bạn ứng dụng Roza Elysium vào nó khá khó. Nhưng mà với Zion này thì nó lại là một cái câu chuyện có thể là gọi là dễ dàng, gọi là mở rộng hơn khi mà Zion nó có thể xài nhiều dịp hơn. Các bạn có thể mặc những chiếc polo đấy, hoặc là các bạn ăn mặc lịch sự một xíu thôi, không nhất thiết là phải sato, không nhất thiết là phải đóng thùng như thứ, thì Zion có thể đáp ứng được. Nên là về cái khoản này thì điểm cộng của mình với Zion nó lại cao hơn so với Roza Elysium nhá. Xem đến đây rồi thì câu hỏi rằng anh ơi, thế thì chốt lại Alexandria Zion có nên mua hay không? Câu trả lời của mình cũng sẽ chia ra hai cái. Nếu như các bạn đang đi tìm một phiên bản clone của Roza Elysium mà không quan tâm đến tiền, không quan tâm đến tiền nhá, thì các bạn hoàn toàn có thể mua Zion. Với thời điểm hiện tại của mình thì Zion là một cái phiên bản clone tốt. Ngoài phần top note mất một khoảng thời gian đâu đó một tiếng ra để nó về lại quỹ đạo thì Zion là một cái phiên bản clone xứng đáng tốt hơn rất nhiều so với những cái phiên bản khác mà mình đã review. Đặc biệt ở đây đó chính là Flavia của Elite. Đó. Còn nếu như bạn là một người tìm clone nhưng mà mới mong muốn rằng để tối ưu hóa rẻ nhất về phần chi phí của Roza Elysium thì câu trả lời của mình đó là Alexandria Zion không nên mua. Tại vì sao? Mùi thì có thể giống ok, nhưng cái phần hiệu năng nó lại không quá là vượt trội so với cái phiên bản gốc. Và cái giá thành của Alexandria Zion trong cái thời điểm hiện tại nó rơi vào đâu đó tầm, chắc là tôi nghĩ tầm 2 triệu rưỡi quay đầu đúng không? Tầm đấy cho chai 100ml. Thì các bạn có thể xem giá Roza Elysium phiên bản Cologne ở Việt Nam hiện tại nó cũng đang khá là rẻ rồi. Có thể nói là Zion hiện tại bằng khoảng tầm 2/3 so với Roza đúng không? Roza tính là khoảng tầm 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Ừ thì Alexandria nó bằng một nửa hoặc là tầm 2/3. Thì các bạn là một người tiết kiệm về chi phí thì mình nghĩ là cái giá đấy nó không xứng đáng để mua. Còn một cái lựa chọn tốt hơn cũng là một cái mùi hương như vậy, nhưng mà thực sự không quá giống, hiệu năng nó cũng không quá tốt hơn.
thì các bạn có thể mua Flavia Elite và cái giá thành hiện tại chắc khoảng tầm 1 củ khoai, thì các bạn có thể tăng cường cái hiệu năng bằng cách là xịt nhiều hơn. Đó, thì cái bài toán kinh tế ở đây nó sẽ trả lời cho chính cái câu hỏi rằng cái mùi hương của Alexandria Xion có đáng mua hay không. Và vừa rồi đó là cái chia sẻ của mình về cảm nhận sau một cái thời gian sử dụng Alexandria Xion. Nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn đã là người sử dụng qua Xion rồi, rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết. Nếu như các bạn thấy Xion nó xứng đáng, hãy bình luận số 1. Còn nếu mà các bạn bảo là nó quá đắt thì hãy bình luận số 2. Và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!